đang ngưng ở tại cái điều luật số 10, 17 hả? 17 đi đó, của Bara-Rubasidi. Cái điều luật 17 như vậy là tương thích với cái gì? Tương thích với lại cái điều luật số 15 của Kích Giang đó. Luật số 15 Kích Giang đó. 15 của Kích Giang đó tức là cái gì? Ở đây tức là cái gì? Saro ko baro bapasare lute quá chi đi gặp pháp bồ tí. Bapasare lute tức là khi mà nguyên âm đứng trước bị xóa bỏ thì saro baro tức là nguyên âm đứng sau đôi khi bị trường hóa. Ví dụ như sách đá cộng với ý đá hả? Á được xóa bỏ và ý đầu tiên của ý đá được trường hóa lên. Đó là cái điều luật số 15. Tương tự như vậy, điều luật số 17 cũng đang đề cập về khía cạnh này. Nhưng mà có gọi thêm giải thích cái vế sau nữa. Cái vế sau nữa tức là gì? Sau bánh na đi gô hồ tí. Rasasa. Rasasa ra năng. Tức là có cái sự trường hóa đồng dạng đối với đoạn nguyên âm, đối với các đoạn nguyên âm ha. Sara năng đó, đối với các đoạn nguyên âm cho cách thứ tư đó ha. Trường hóa mà đồng dạng, trường hóa đồng dạng ở đây tức là gì? Tatara cộng với ái văn. Trong câu 15 thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái gì? Trường hóa nhưng mà trường hóa không đồng dạng, các vị để ý không? Sách đá cộng ý đá, á và ý ha, nó không đồng dạng. Cũng tương tự như vậy tức là u. U có nghĩa là gì? Chá và ú, mà u được ú mà được trường hóa nó thành là u, như vậy nó cũng không đồng dạng. Nhưng mà trong Bhadarupa còn thêm cái vế sau nữa. Không những nó được làm trường hóa như vậy mà nó như thế nào? Sau quanh nó đi vô rasa rasa năng, tức là còn bị trường hóa mà đồng dạng đối với các đoạn nguyên âm ở gần cái chỗ nơi mà nó kết hợp, cho nên mới đưa ra một loạt như vậy. Cho nên cái đi găng này cái gì, trường hóa không những trường hóa đối với cái gì mà khác dạng mà còn ám chỉ luôn cả trường hóa cho cả mà đồng dạng luôn, đúng không? Trong cái phần mà giải thích của đi 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 găng đó, cho nên chúng ta mới có tatara cộng với a văn a, như vậy là đồng hóa. Xin lỗi, nó đồng dạng. Kết thúc bởi chữ Tatara và chữ A văn đều là đồng dạng cả, đều là á cả. Cho nên á đầu được xóa bỏ và á sau được làm dài. Đấy. Như vậy chúng ta tách ra là cái gì? Tatara nè. Do điều luật số mấy? Các vị còn nhớ không? Nhìn lên bảng. Nếu mà tách á ra nhờ điều luật số mấy? Rồi, 10. Rồi kế tiếp nữa là xóa bỏ ra nhờ điều luật số mấy? Rồi, kế tiếp là trường hóa cái chữ ái văn lên là điều luật số mấy? Đúng rồi, nó sẽ là a văn nha. Như vậy đó là 15 hoặc là 17 nha. 15 xẹt 17 tức là cái gì? 15 của cái chữ giá ná, hoặc chúng ta để là cá 15 ha. Cá 15 và bá 17. Rồi. Rồi kế tiếp để nhờ cái gì nữa? Phát tờ ra văn kết hợp là nhờ vào điều luật số mấy? 11. Rồi. Đó, phát tờ ra văn rồi.
Mấy cái 10 đây tức là cái gì? 10 là B đó nha. Xin lỗi, 10 là cá đó ha. Cá 10, cá 12 đó. Tức là cách chia giá đá 10, cách chia giá 12 đó. Dạ rồi chưa? Rồi cái từ cái kế tiếp tức là bút đa nó sát tí ha, cũng tương tự như vậy, tức là bút đá cộng với anu sát tí, á của bút đá được xóa bỏ, á của anu sát tí được trường hóa lên thành anu sát tí, rồi bắt đầu mới ghép vô nhờ cái điều luật số 11 một cách ha, cách giá đá 11. Đây, những cái ví dụ thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy ha. Rồi sa satika tức là sa cộng với atika ha, nghĩa là chúng ta bữa trước đã học hết rồi ha, viết mỗi công thức như vậy các người áp dụng cho các từ còn lại. Rồi kế tiếp nữa tức là quá chi tiết kim được gọi là đôi khi tức là quá chi trên đây nè, lutte tức là quá chi đi gặp vào quan có bồ tí saro paro quá chi đi gặp vào quan có bồ tí. Như vậy nguyên âm sau đôi khi đó bị trở thành dài, tức là trường hóa đó. Tại sao được gọi như vậy? Vì rằng trong cái trường hợp này đó thì cái nguyên âm sau nó không bị trường hóa lên, dẫu rằng phía trước đã xóa bỏ rồi. Quá tá cộng với ai gian ca vô à. Bữa trước là chúng ta đã nói rồi, đây là trường hợp ngoại lệ cho nên mới sử dụng cái từ quá chí qua. Bữa trước là chúng ta đang tới cái chỗ lá hút tha năng đúng không? Tức là lá hú cộng út tha năng. Lá hú cộng út tha năng. Rồi kế tiếp nữa tức là cái cha má hăng. Cái cha má hăng tức là cái cha. Cái cha mí cộng với á hăng hả? Bởi vì sao? Ở đây có hai cái trường hợp, tức là cái gì? Nguyên âm không đồng dạng cũng có, mà nguyên âm đồng dạng cũng có. Các vị thấy những cái ví dụ phía trên nè, quá tá cộng với a văn là nguyên âm có đồng dạng không? Đồng dạng. Nhưng mà tatari đăng này, tatara cộng với ý đăng nó có đồng dạng không? Nó dị dạng. Đó. Cho nên cái cha bí a hăng bữa trước là có kiểm tra trong một số cái đoạn trong kinh điển đó thì đều là cái cha bí cả. Cái cha bí a hăng à. Ý được tách rời ra bằng được xóa bỏ, a hăng này không được xóa, không được gì, a hăng này không được trường hóa nhờ vào cái gì, nhờ vào cái phần mà quá chí, giải thích trong quá chí của Padarubhasidi. Ví dụ như sư đưa ra một cái chữ mở cái cha bá hăng này, các vị cần phải làm như thế nào? Các vị phải tắt ý ra rồi bắt đầu là á hăng. Xin lỗi. Các vị đây là cá nè, 10 nè. Cộng với á hăng. Đúng không? Rồi kế tiếp nữa tới là cái gì? Cái cha xóa chữ ý luôn của cá 12 ha. Cộng với cái gì? Á văn.
Rồi bắt đầu là cái gì? Picture. Tức là cái gì? Ở đây đó là của Bararubasidi. Và cái phần mà quá chí hả? Giải thích cho cái phần quá chí đó. Bararubasidi, cái phần giải thích của quá chí. Chúng ta đang nói về quá chi tiết kim. Tức là như thế nào được gọi là đôi khi? Tức là đôi khi đó thì nó được sự trường hóa, nhưng mà trong trường hợp mà ngoại lệ, ngoại trừ cái đôi khi đó, như vậy thì nó không bị trường hóa. Cho nên chúng ta viết là Gacha M cộng A dăng Padarubasidi quá chí, trong phần quá chí của Padarubasidi. Thì nhìn vào đây người ta sẽ biết rằng ngay cho cái phần mở một 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 in đậm quá chí đấy. Rồi hay quá ta. Padarubasidi 17 ha. Padarubasidi 17 phải quá chí ha. Cái phần quá chí. Rồi kế tiếp đó là cái gì? Cái cha má hăng. Là cách gì? 11. Cái 11 ha. Tại vì vì rằng mình đang học cái điều luật số 17 này có cái phần quá chí được giải thích. Cho nên ví dụ như xin lấy cái ví dụ mà trong cái phần này là mình phải nêu rõ mật ra cái phần này này. Cái này là không phải cái phần mà kết hợp mà là đang là giải thích cái phần này, các vị phải nêu bật được cái này, các vị thiếu cái này là mất điểm rồi. Được chưa? Rồi ha. Rồi chúng ta quay trở lại Padarubasidi. Cái chỗ mà cái cha má hăng này chúng ta mở ngoặc thì chúng ta là dị dạng nha. Dị dạng tức là gì? Á, xá gì? Á sao quanh đó. Để chúng ta biết rằng nó là gì, nó không có đồng dạng của chữ ý và chữ á, các vị hiểu không? Tất cả ra văn có nghĩa là gì? Sao quanh đó đúng không? Tại tất cả ra cộng với á văn mà nó là đồng dạng, nó là vào đồng dạng của chữ á, của chữ á tất cả ra và chữ á của á văn này. Còn nó dị dạng là bởi vì chữ ý này, này nó dị dạng. Các vị viết thêm vô để cho mình hiểu rõ hơn. Rồi ha. Sao quanh ná cũng bằng với cái gì? Sao rù bá? Cái dưới là dị dạng,
Sawanna có nghĩa là đồng dạng, Asawanna có nghĩa là dị dạng, hoặc Asaroba đều đồng nghĩa với nhau cả. Rồi ha, rồi chúng ta trả lại Bararubasidi. Như vậy Tatari, Tatari, Tatari đăng, Tatara cộng ý đăng ha. Cái cha mi ahang tức là gì? Ta đã đi ha, tôi đi vậy. Tatara cộng ý đăng tức là, Tatara là cái gì? Tatara attha, Tatara tattha có nghĩa là gì? Ở đây, ở đấy, ở đấy. Ý đăng ở đây là chủ từ thế này, điều này. Và kế tiếp là banh giáo hú bà lý, banh giáo hú bà lý ở đây là sao quanh đó hả? À sao quanh đó? À sao quanh đó, đúng rồi. Tức là banh giáo hí cộng ú bà lý. Kết thúc bởi chữ ý ha. Và khởi đầu bởi chữ ú, như vậy ý ú rồi hả? À sao quanh đó. Rồi nát thanh nhân, nát thí cộng thanh nhân. Như vậy Asawana hả? Asawana. Còn được gọi là lute, tức là được xóa bỏ. Là khi được xóa bỏ này, lute này, nghĩa là vị trí cách tuyệt đối đó. Khi mà bị xóa bỏ như vậy, tại sao được gọi là như vậy? Giá tha á dăng. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng cái gì? Giá tha với á dăng. Á dăng này nó có bị xóa bỏ không? Không bị xóa bỏ. Nó vẫn biết vừa rời ra luôn. Đây là trường hợp ngoại lệ. Có những trường hợp ngoại lệ, có những trường hợp là không là sử dụng được cái điều 17 này, có những trường hợp là không có sử dụng điều 17 này được. Đây giống như ha, giống như cái đây giống như hoặc như là cái này giống như. Kế tiếp là ní mí ý quá ra cha. Ní mí ở đây tức là tên riêng ha, ra cha có nghĩa là đức vua, đây là chủ từ. Yeah. Chỉ với vua ní mí thôi. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái cấu trúc của nó không thay đổi chữ gì, nó không có xóa chữ ý này. Tại vì chúng ta đang đề cập tới là lute, tức là khi bị xóa bỏ, mà xóa bỏ cái gì? Xóa bỏ bởi cái chữ ý của ní bí. Trong trường hợp này chúng ta thấy là không xóa bỏ nè. Chữ A của giá tha không xóa bỏ nè. Đúng không? Đấy. Dạ không hả? Có trường hợp đó, có xóa bỏ được, trường hợp không xóa bỏ được. Dạ. Yeah. Hẳn nhiên khi mà chúng ta tách ra đó, chúng ta không biết dính nhau đó, thì chắc chắn là nó không bị xóa bỏ. Nhưng mà có những cái trường hợp là không biết cùng với nhau luôn, nhưng mà không có xóa. Ví dụ ký kỳ y quá rồi nè. Ký kỳ y quá, ký kỳ có nghĩa là gì? Không phải, hôm qua học đó, chim màu xanh đó, chim dẻ cùi đó, chim dẻ cùi hoặc như con gà trống đó hả? Y quá. Ví như con chim như vậy. Su Ubadaritang. Su Ubadaritang tức là Su Ubadaritang. Hôm qua có nghĩa là gì? Đúng rồi. Khéo quán xét, khéo quán xét còn như suy xét hả? Suy quán. Rồi chúng ta kế tiếp nữa. Ở đây là Lokasa ý tí, đều quá ý tí. Một loạt những cái này. Kế tiếp tới đây kết thúc bởi chữ gì? Ý tí ý đá. Parasa. Parasa ra năng lô bê ca tê. Như vậy là cái gì? Lobekate tức là khi mà có cái sự xóa bỏ cái gì đối với các gì, các đoạn âm như thế nào phía sau, đúng không? Para cộng với sara mà ran anang chia thành cái thứ tư. Như vậy là khi mà có cái sự xóa bỏ các đoạn âm ở phía sau, như trong trường hợp này. Như trong trường hợp này là cái gì? Như trong trường hợp này khi mà chúng ta ghép vô, chúng ta muốn coi cái điều số 10, cái này đó thì chúng ta coi cái điều số phía dưới này, 18 này này. Lokasa tí, tức là Lokasa ha. Ở đây là parasa ranang lobekate, tức là khi mà đã xóa đối với đoạn nguyên, đoạn âm phía sau, tức là cái gì? Là ý này này. Ý này đúng không?
Khi mà nó ghép vô là cái gì? Ý này được xóa bỏ. Và A phải được làm trường hóa lên. Lô cát xá. Cho nên mới thành là lô cát xá tí. Các vị thấy thế chứ không? Cái điều 17 là chúng ta đang học về trường hóa. Mà trường hóa cái chữ sau hay chữ hai chữ đầu? Chữ sau đúng không? Đúng rồi. Tên là cái sarobaro nè. Sarobaro này này. Quá chi đi ga ba quang bắp bồ tí tên là nguyên âm sau bị trường hóa. Khi mà nguyên âm trước bị tách rời và xóa đi. Nhưng mà ở đây đó là cái gì? Đây là cái phần ngoại lệ đây này. Không được sử dụng ở trong cái điều số 17 này. Ở đây tức là xóa mà xóa cái đoạn âm phía sau chứ không phải xóa đoạn âm phía trước. Như cái trường hợp là lô cách xá cộng ý tí. Ý tí thì chúng ta dùng theo nghĩa là does. Như vậy ha. Thường sử dụng cho cuối câu tường thuật. Lô cách xá tí cũng tương tự như vậy. Lô cách xá tức là cái gì? Kết thúc của câu ha. Cho nên là chúng ta lô cá có là thế gian đó, đối với thế gian đó. Tức là phía trước nó còn những cái vế nữa. Rồi đê qua cộng ý tí nó thành là đê qua tí. Ý cũng được xóa bỏ và á được trường hóa. Trường hóa này là không theo cái điều luật số 17 nha. Ví dụ như khi mà đè cái chữ mà gọi là lô cách xa tí là các vị không được sử dụng cái luật 17 nha. Mà các vị phải luật sử dụng cái luật gì? Luật số 18 tên là Bubbo Saro Prasare Lute Quá Chi Đi Găng Bubbo Tí. Nghĩa là cái gì? Khi mà nguyên âm sau được xóa bỏ thì nguyên âm trước đôi khi bị trường hóa. Cái điều số 17 có nghĩa là gì? Khi mà nguyên âm trước bị xóa bỏ thì nguyên âm sau đôi khi bị trường hóa. Chúng ta đang học về xá rá xanh đí, tức là về sự hợp âm và nguyên âm. Cho nên có trường hợp là xóa nguyên âm trước, có trường hợp xóa nguyên âm sau. Cho nên nguyên cái vế này đó là anh chị thấy thì gì? Là được áp dụng cho cái điều luật số 18. Rồi. Kế tiếp nữa là quý á tí, bát tàn tí, theo thành là quý tí, bát tàn tí. Quý á tí, bát tàn tí. Chúng ta tách ra đó là tiền tố quý, tiền tố á tí, cộng bát tá tí. Bát tá tí có nghĩa là gì? Là rơi, là ngã ha. Quý này chúng ta coi nè. Quý dùng theo nghĩa tức là hết. Hết. Rồi ủa, nó nhảy đâu rồi? Hết không? Uba sắc giá. Rồi. Ở đây quý rồi ha. Quý rồi chúng ta kế tiếp là cái gì? Quý rồi á tí ha. Á tí nè. Đây chúng ta nhìn á tí đây. Á tí có nghĩa là gì? Là xa, là vượt quá, là rất. Tức là ba ta tí là chia theo số nhiều ha. Ba tan tí là chia theo số nhiều. Tức là chủ từ sẽ là tê nha. Tê ba tan tí tức là chúng nó đã rớt xuống hoàn toàn. Mở quy tí ba tan tí mà nghĩa rằng tức là đã rớt mất ha. Đã rớt mất. Hoặc như là đã chìm xuống. Tên là quý á tí cộng ba tan tí nó thành là quý tí ba tan tí. Đấy. Ví dụ để cái từ mà quý tí ba tan tí các vị phải tách nó ra được như vậy nha. Nó xóa là xóa cái gì? Nó xóa á của á tí đúng không? Á của á tí bị xóa đi. Mà ý của quý này được trường hóa lên nó mới thành là quy tí và tầm tí. Rồi kế tiếp tức là quý á tí, na men tí. Na mê tí có nghĩa là gì? Đây là từ hiện tại ngôi thứ ba số nhiều ha. Na mê tí có nghĩa là vái cúi vào, nghiêng người. Mà có là
hoàn toàn cúi chào, có nghĩa rằng tức là đảnh lễ, tức là khum hoàn toàn xuống lại. Quỳ tí nà mền, quỳ tí nà mền tí. Sangha tí a bí, thì chúng ta là sangha tí bí. Sangha tí có nghĩa là gì? Sangha tí, anh chỉ tên là tên của một loại y ha. Đối với một vị tỳ kheo thì sẽ có ba cái mảnh y. Ba mảnh thôi được gọi là ba chiếc y đó. Chứ đừng có sử dụng ba bộ y nha. Bộ là nó cả một gồm, tức là bộ là số nhiều vậy. Ba mảnh y tức là ba cái chiếc y rời. Y nội. Y về trái là Antarawasaka, Uttarasanga. Cũng với là y, y hai lớp, là Sangha tí ha. Rồi kế tiếp là chi quý tá hê tu a bí, nó thành là chi quý tá hê tu bí. Đấy, thường thì chúng ta sẽ thấy rằng á, khi mà a bí được ghép vào vô đó hả, thì á sẽ xóa bỏ. Á được xóa bỏ, nhiều lúc đó nó trường hóa, nhiều lúc nó không trường hóa nha. Chúng ta gặp rất là nhiều trường hợp rồi. Chi quý tá hê tu bí. Mà chi quý tá hê tố tức là cái điều kiện, cái nguyên nhân ha, nguyên nhân sinh tồn. Chi quý tá có nghĩa là mạng sống, sự nuôi mạng đó, anh chỉ tức là sinh tồn. Cũng chỉ vì ha, a bí tức là cũng vì nguyên nhân mà sinh tồn thôi. Quýt chú quá, ủa sao nói cái này, quýt chú cộng ý quá ha, ý quá là như. Quýt chú, quýt chú có nghĩa là gì? Quýt chú thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là ánh sáng hoặc tia sáng ha. Đúng rồi, ánh sáng tia sáng nha. Rồi kế tiếp nữa là như là một tia sáng, như ánh sáng, như tia sáng như vậy. Kiên su ý đá, nó sẽ thành là cái gì? Kiên su đá. Kiên su đá. Đá là ở đây. Kim su. Kim su chúng ta dùng có nghĩa là gì ha? Viết tắt mà giờ sư không chả biết viết tắt ra. Đây là cái gì nữa? Lâu quá viết tắt còn chả biết mình viết tắt hơn hơn này là cái gì nữa. À, nghi vấn từ. Để đánh đố nhau tiếng Việt không à? Nghi vấn từ vậy? Nghi vấn từ ha? Như vậy là kim số nghi vấn từ. Kim số y đá ở đây gì là ở đây là quyết tăng. Đây quyết tăng có nghĩa là gì? Quyết tăng có nghĩa là tài sản ha. Sa đù tí, sa đù tí. Ôi, nó nằm trên đây chứ. Đây đây đây, đúng rồi. Kim số y đá quyết tăng ha, nó sẽ thành là kim số đá quyết tăng. Như vậy ở đây gì là tài sản? Gì là tài sản? Đức tin là tài sản của nhân loại. Rồi kế tiếp tức là sa đú cộng ý tí ha. Sa đú cộng ý tí nó thành là sa đu tí. Để trả lời cho tán thán, đồng thuận đối với một người nào đó, sử dụng cái từ mà sa đú là đúng, là vâng, là. Rồi kế tiếp nữa sẽ là gì? Ý tí ý đá ha, ý tí ý đá tức là ý tí ý tì đá. Đó. Như vậy có nghĩa là cái gì? Tức là có cái sự mà xóa đối với đoạn âm phía sau. Ở một số cái ví dụ này,
nó không nằm thuộc trong cái điều luật số 17, dẫu rằng chúng ta đang học về cái điều luật số 17. Mà để trình bày như vậy thì nó sẽ nằm ở điều luật số 18 hả? Rồi kế tiếp đó là lutte diganti cha watane. Và đã được nói đến cái gì? Và đã được nói đến khía cạnh tức là lút tá, tức là trong khi xóa bỏ rồi bắt đầu trường hóa. Tức là được lặp lại trong cái phần này đấy. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bên cách gia ná. Cách gia ná thì chúng ta sẽ đến cái điều luật số 16 ha. Tương đương với lại 18 mà hồi nãy chúng ta có đọc sơ qua chút rồi đấy. 16 ở đây có nghĩa là gì? Búp. À cái nghĩa phía trên các vị ghi chưa? Cái nghĩa ngắn đó. À chưa hả? Như vậy thì các vị hoan hỷ mở ngoặc ra. Mở ngoặc ra ghi cái nghĩa tắt của cái tên này này. Khi nguyên âm sau bị xóa thì xin lỗi, khi nguyên âm trước bị xóa thì nguyên âm sau bị đóng ngoặc lại trường hóa. Tại khi đi găng này anh chị tức là cái gì? Là đi găng bắt bô tiếng, tức là trở thành. Cho nên nó chỉ dính cái chữ mà trường hóa thôi. Còn tất cả những cái gì nó đều nằm trong ngoặc đơn rồi. Sư chưa hiểu, cô nói lại. À, dạ, khỏi, khỏi, khỏi. Rồi, rồi, ok, dạ, đôi khi cũng được, dạ. Nhưng ý là, sư nói là cái nghĩa ngắn gọn á, chúng ta là trường hóa, hoặc chúng ta có thể viết tắt là cái gì? Nguyên âm sau bị trường hóa. Có thể là viết tắt như vậy. Mở ngoặc ra, tức là nguyên âm sau, đóng ngoặc lại, bị trường hóa. Bởi vì trước khi bị trường hóa thì nó phải gì? Nó phải xóa nguyên âm đầu đi. Rồi. Ở số 16 như vậy thì là búp bô chá. Búp bô chá sá rô bá rá sá rá lô bê ká tê quá chi đi ngang búp bô tí. Thì 16 này cũng tương tự như vậy ha. Bá rá sá rá lô bê ká tê tức là khi mà đã làm, tức là khi đã xóa cái nguyên âm sau thì cái bubbo saro đây là chủ từ nha, và cái nguyên âm trước đó quá chí đôi khi đó được làm trường hóa. Ví dụ kim su đá quýt tăng purisasa xếp thăng ở đây y đá ha, ở đây vì là tài sản tối thượng của nhân loại, vì là tài sản tối thượng của con người, của nhân loại. Đó. Rồi sa đu tí batisuna batisunitoa. Sa đu tí có nghĩa là gì? Sa đu cũng như ý tí nha, tức là cái gì bị trường hóa. Như vậy là nguyên âm trước bị trường hóa nha. Như vậy các vị mở ngoặc đơn ra giùm sư cái tên này, chúng ta mở ngoặc đơn ra, nguyên âm trước đóng ngoặc đơn lại bị trường hóa. Cái 17 tức là nguyên âm sau bị trường hóa. Ở sẽ là cái 15 đó là nguyên âm sau bị trường hóa, thì cái 16 đó là nguyên âm trước bị trường hóa. Sa đu tí như vậy đây này, tức là sa đu cộng với ý tí nó thành sa đu tí. Batisunitoa ở đây tức là từ cái động từ mà batisunati. Batisunati có mang nghĩa là gì? Sau khi chấp thuận đó hả? Sau khi chấp thuận đó. Suna tí có nghĩa là nghe ha. Đúng rồi, sau khi mà đồng ý, sau khi chấp thuận, sau khi hứa hẹn. Ba tí chấm dưới. Trở chứ không phải là chờ. Trở lại một lần nữa. Mang nghĩa rằng là cái gì? Tức là nghe tái đi tái lại.
Mà khi mà mình đã đồng ý là mình nghe đi nghe lại như vậy, tức là mình đồng thuận, mình chấp nhận, mình mới nghe đi nghe lại như vậy, đúng không? Cho nên ở đây tức là sa đu ti pati sunita, tức là sau khi chấp thuận vị ấy đã nói lên lời hoan hỷ. Rồi ở đây tức là qua chi tí kasma. Tại sao lại sử dụng qua chi ở đây? Nhưng mà trường hợp ở đây tức là ý tí xá, muốn hút tâm bí. Trường hợp này tức là cái gì? Nguyên âm trước bị trường hóa nha. Thì chúng ta sẽ thấy rằng ý tí xá này, ý tí cộng với ác xá, đúng không? Thì chữ ý này nó có bị trường hóa không? Đó là ý tí xá hả? Đó là phải trường hóa chữ y này. Nhưng mà trong trường hợp này không, chữ y này không có trường hóa. Ý tí xá hả? Mú hút tăng. Mú hút tăng có nghĩa là gì? Mú hút tá hả? Chúng ta tách ra mú hút tâm bí, tức là mú hút tăng cộng với a bí. Mú hút tá có nghĩa là khoảnh khắc. Ác xá ở đây đó thì chúng ta tùy theo ngữ cảnh chúng ta mới dịch nha. Ví dụ phía sau mà nó có động từ rồi đó thì ác xá ở đây chỉ là đối với người ấy. Còn mà không có động từ đó thì ác xá có thể là có là cái gì? Khả năng cắt của các ác xá. Rồi như vậy chúng ta qua cái điều luật số 10, 18 của Parangrupasiddhi tương thích với lại điều luật số 16 mà chúng ta vừa học. Đó, hồi nãy chúng ta có đọc sơ qua rồi đấy. Bubbo saro parasare nutte quá chi đi gang bubbo tí. Parasare lute tức là khi mà nguyên âm sau bị xóa bỏ thì bubbo saro tức là nguyên âm trước đó đôi khi đã bị trường hóa. Ở đây là chắc ra hành năng luta đi ga rồi ga hana cộng anu kadanathan. Ở đây chúng ta tách ra là luta nè, đi ga nè, luta rồi đi ga, ga hana rồi anu kadanathan. Luta có nghĩa là gì? Là xóa bỏ. Đi ga có nghĩa là trường hóa. Mà gahana tức là sử dụng những cái thủ thuật, tức là ở đây là chá gahana nha. Khi mà sử dụng cái từ chá trong cái chữ mà chá ở đâu, chá trên đây này, về bô chá này, và đó là cái gì, tức là cái điều số 18 này nó được kế tiếp cái điều số 17. Điều 17 đó tức là cái gì? Nguyên âm sau bị trường hóa, và cũng có một cái điều luật khác nó ám chỉ, tức là nguyên âm trước bị trường hóa và cái điều luật 18 này. Cho nên chữ chá này tức là cái gì? Nó dùng theo nghĩa nha. Andu kadana. Kadana có nghĩa là gì? Kadana có nghĩa là kéo. Athang à, anu có nghĩa là lặp lại. Sau đó ở đây với cái nghĩa gì? Với cái nghĩa là xóa bỏ, với cái nghĩa là làm cho dài, cũng như là kết hợp ha, kết hợp lại với nhau. Rồi tăng nhà ba nát thăng, nhà ba nát cộng với áp thăng ha. Nhà ba nát có nghĩa là gì? Với ý nghĩa tức là biểu biểu lộ hoặc chỉ bày. Nhà ba nát áp thăng ha, áp thá là ý nghĩa, mục đích. Tăng tức là cái điều ấy với cái mục đích, động từ sẽ được hiểu ngầm với mục đích, đó là để chỉ bày, để diễn đạt cái gì. À, cái dấu này là nhầm rồi nha, chúng ta phải là dấu mặt vô đó, là chá cộng anukadita mutarata nanuwatate. Ở đây chúng ta tách ra là chá nè cộng với anukadita cộng với uttara. Uttara, uttara chứ,
tam yết tara na nu watate. Tôi để chạy xíu để xem thứ này ở đâu vậy. Anukadita có nghĩa là gì? Là quá khứ phân từ của động từ mà anukadati đó, mà danh từ chúng ta sử dụng là anukadana, là tức là gặp lại đó. À, mang nghĩa rằng tức là cái gì? Nanuvatate hoặc vatate tức là chia theo cái gì? Ngôi thứ ba số ít của Atanobada, của động từ vatati có nghĩa là nói, trình bày. Anuvatati hả? Anuvatati như vậy chúng ta mang nghĩa rằng tức là đi theo hoặc như là chấp nhận hoặc như làm. Na anuvatate tức là khi mà không có ná ha, ná là phương từ của định không á. Anuvatate khi mà không có gì, khi không có theo cái điều kiện, tức là kết hợp chá cộng anukadita uttara. Cái này chúng ta tách ra là uttara hay là muttara. Rồi nó lại còn cái tara phía sau nữa. Biết khó hiểu dữ nhờ. Chỉ hơn có chữ tara không? Này để bôi đi. Thứ nhất là cái gì? Chúng ta sử dụng là ngắt tại là đí tăng hay là đí tá. Nếu mà đí tá thì chúng ta sẽ là muttara. Còn nếu mà đí tăng thì chúng ta là uttara. Hả? Như vậy chúng ta tách ra là chá cộng án nú cách đi tăng cộng uttara. Tại vì cái bạn, các vị biết cái bạn Bali đó nhiều lúc nó bị sai. Bị sai luôn nha, chứ không phải là không sai đâu. Đánh chỉ là một chật dấu, chúng ta sẽ thấy là chúng ta bị sai rất là nhiều. Cho nên nhìn nó lạ lạ đó thì không có dám mà gọi là tách đấy, cho nên vẫn để dấu đỏ đi nha. À, cái này tách sau đi. Dạ. Nhưng mà ở trong đây nó là đang giải thích về cái từ chá. Cái từ chá này được sử dụng tức là cái gì, và cái điều luật này được tiếp nối với cái điều luật số 17, được sử dụng những cái hình thức ví dụ lút tá hoặc là xóa bỏ có thể là bị trường hóa bắt buộc. Rồi tiến trình nó phải là xóa trước, tách rời ra xóa rồi bắt đầu mới bị trường hóa sau. Dạ. Rồi mới được ghép vô, để kéo lại mới được ghép vô đó. Như ở đây ví dụ đây này, người ta đưa ra là lokassa cộng ý tí, phải là lokassa cộng ý, lokassa tí thôi là lokassa cộng ý tí. Á ý ý đó phải được gì? Phải được kéo rời ra. Đúng không? Phải được tách rời ra. Tách rời ra dựa vào cái điều luật số mấy? Đúng rồi.
Rồi ý mới được xóa bỏ đúng không? Không. Không, không được, không sử dụng số 10 được. Bởi vì sao? Nó là Ado Thí Tăng, tức là đặt cái phụ âm về bên phải, mà ý tí đó là phụ âm nó lại nằm phía bên trái, cho nên không có phải số 10 nha. Không phải số 10 đâu. Còn số nữa, chúng ta học tiếp, chúng ta sẽ... Như vậy dựa vào cái này này thì chúng ta tách theo theo như vậy. Nhưng mà các vị chờ chút xíu để sư mở luôn cả cái phần tiếng Anh đó rồi. Tôi phải chắc trước đã hả? Volume 2 hả? Rồi, chúng ta là đang đang ở đâu? Đang ở 16. Đúng không? Chúng ta đang ở 16. Mười sáu ở đây thì các vị sẽ thấy ra đây. Ở đây là không có. Đây, các vị sẽ thấy rằng kim su y đá ha, họ như sa đú tí này này. Các vị nhìn ở đây này. Đâu rồi? Sa đú tí. Ở đây đó là just a line of wipe out rebels. A cho A là ý này, B là ý là ba được số 12. Số 12 của mình đó là số 12 là gì? Saralo bang bắp bôn tí, tức là nguyên âm. Khi mà có nguyên âm sau đó thì nguyên âm trước bị xóa. Tại sao ở đây lại sử dụng cái luật 12 chặt rồi? Then the landing bow á ú ù bay đi xích đá is done. Rồi chập nha, cái này là chập nha, tao có cái vũ nhảy à. Rồi bây giờ chúng ta mới tách cái từ này ra. Đâu 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 rồi, lô cách xa tí đúng không, lô cách xa tí. Lô cát xá tí như vậy là cái gì? Lô cát xá đúng không? Từ từ. Khi nguyên âm sau bị xóa. Khi nguyên âm sau bị xóa đó. Prasa relute rồi bắt đầu nguyên âm trước nó mới bị trường.
Sara, khi mà có nguyên âm theo sau, 12 là xóa nguyên âm đầu. Cái điều luật số 12 trong cái DNA tức là cái gì? Là Sara Sarelo tức là các nguyên âm, các nguyên âm bị xóa khi có nguyên âm theo sau ha, tức là nguyên âm đầu đã bị xóa. Không được cái này. Số 13 là cái gì? Đôi lúc đó nguyên âm sau đó là không giống nhau. Mang nghĩa rằng tức là cái gì? Nguyên âm sau đã đôi khi là bị xóa. Và nguyên âm sau đó bị xóa như thế nào? Asarupa tức là không có đồng dạng. Saramha từ một nguyên âm khác, như vậy là điều luật số 13 nha. Đây này. Saramha Asarupa Baro Sarolo Bangpapo Tiwa. Như vậy là cái gì? Đây từ từ. Cách gia giá ná số 13, cách gia giá ná 13 đây. Thì đi nhìn ở đây. Gia ná số 13 là cái gì? Vậy nào đọc cái nghĩa coi, đọc nghĩa chính xác cho tôi nghe coi. Đúng rồi. Vậy chúng ta dùng theo điều luật số 13 ha. Cái này là cá 13 đúng không? Cá 13. Chúng ta khỏi tắt đi, chúng ta xóa luôn. Đó, cái ý này. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Lô cá xa. Là do điều luật số mấy? Cá cá mấy? Cá mà mình đang mới học đấy. Cá 16 ha. Cá 16 tương thích với lại báo 18 đó. Cá 16 đó. Cá 16 là bubble chat đó. Ta đang học đó, bubble chat đó. Tức là nguyên âm trước bị trường nha. Nguyên âm trước bị trường. Rồi bắt đầu mới là tí đây. Rồi bắt đầu mới ghép lại là cái gì? Locasa tí. Là số mấy? 11, cá 11 ha. Cá 11 nhớ chưa? Dạ rồi. Số 14 của mình đó là khi nguyên âm phía trước bị lược bỏ, nguyên âm theo sau đôi khi trở thành con bị đổi. Lô bê tí, đúng rồi. Từ hôm bữa tới giờ mình học đó là chỉ có là cái gì? Có là cái 10 đó là cái gì? Tách ra mà xóa nguyên âm của cái trước ha. Tức là phụ âm đứng trước. Cho nên mới đặt nó về bên trái. Rồi mới kết hợp với lại cái phụ, cái nguyên âm về bên phải. Đó. Cái đó là điều số 10. Điều số 11 có nghĩa là gì? Là ám chỉ lặp lại cái vế, gọi là nó kết hợp với lại cái nguyên âm sau. Nhưng mà điều 10 mang nghĩa rằng cái là nó tách rời ra và nó xóa nó. Cái 12 đó là nguyên âm trước bị xóa khi mà có nguyên âm sau. 13 đó, cái 13 đó mới là đúng nha. 13 mới là nguyên âm sau đó đôi khi bị xóa. Nguyên âm sau đôi khi bị xóa khi mà có nguyên âm trước không còn không cùng dạng với nó. Giống như chữ Á và chữ Ý này này. Đấy. Rồi. Rồi kế tiếp. Chúng ta đang bên đây đây, đúng rồi, đều qua tí ha. Đều qua tí cũng tương tự ha. Cũng là nhờ vào điều luật số mấy? 13. Rồi mười mấy? 16, 11 ha. 13, 16, 11. Quy tí ba tăng tí. Quy tí ba tăng tí là nhờ vào điều gì? Tức là quý cộng với á tí đó. Thì á được xóa bỏ ha. Thì á sau được xóa bỏ đó. Cũng là 13, 16, 11. Rồi cái này toàn bộ hết là 13, 16, 11. Rồi đây quá chi, quá chi tí kim. Được gọi là quá chi tức là đôi khi là như thế nào? Cái điều số 18 trong ba đá rô ba sá bí tương thích là điều số 10, 16 ở trong cái chữ giá đá mang nghĩa rằng tức là cái gì? Nguyên âm trước bị trường.
thì quá chí thôi là đôi khi nè chúng ta sẽ thấy rằng là yassa dani, quý âm trước này có bị trường không? Nó không bị trường ha. Yassa dani tức là yassa cộng ý dani nha. Đây yassa cộng với gì? Ý dani. Mà ý dani phía sau bị xóa là do cái gì? Do cái 13 này, cá 13 ha. Cá 13. Cá 13. Rồi cái gì nữa? Nhưng mà cái á này không có bị xóa. Sao lại không có trường lên đó? Nó không có trường lên ha. Ở đây đó tức là cái gì? Chúng ta là đang đang cá đang bá ha. Đang bá 18. Bá 18 mà phần quá chí. Đấy. Nó làm khó nhau như vậy đó. Thì nó mới là ghép vô. Yassa dani. Đó. Cá 11. Đó. Các vị theo kịp chứ hả? Rồi kế tiếp. Kế tiếp ha. Kế tiếp chúng ta cũng là ý tiết xá cũng tương tự như vậy ha. Ý tiết xá tức là cái gì? Ý tí cộng với ác xá nha. Á của ác xá được xóa bỏ đó. Ý nó không trường lên. Ý đà ni bí là kết hợp với cái gì? Đúng rồi. Ý đà ni cộng với a bí. Á được xóa bỏ ha. Và ý nó không được trường hóa. Không được trường hóa. Tê số bí là cái gì? Tê số cộng a bí chính xác. Chắc khuôn định lý văn. Đúng rồi, chắc khú cộng in thí văn. Ý này được xóa bỏ nhưng mà ú không được trường hóa lên. Kim nu na má. Kim nu màu quá. Tức là cái gì? Kim là cộng với cái gì? Cộng nú, cộng với gì nữa? Hả? Cái này có rồi đó nha. Bài trước có rồi đó. Còn xá má đi vô nữa đó. Thêm cái chữ sau nữa. Xá má đi vô nữa đó. Đúng rồi. Kim nú. Ý. Ý má hay ý ma. Rồi còn ê quá phía sau. Ý quá phía sau nữa. À. Như vậy là chữ ý của chữ ma này nó bị xóa bỏ đúng không? Mà ú này không bị trường lên. Đấy. Cho nên khi mà các vị bôi đó, các vị bôi chữ gì? Các vị bôi chữ ú của chắc khuôn thí giá này, này. Là một chữ đó này. Tức là nó không bị trường hóa nha. Nó không bị trường hóa. Rồi chữ ú mà của cái này này, nó không bị trường lên. Và cũng tương tự như là tê số bí này, số này cũng không bị trường lên. Nó không bị trường lên ha. Rồi. Như vậy chúng ta coi tiếp cái câu sau. Cái câu dưới. Arigato kome ayandambo. Ở đây chúng ta sẽ thấy là Dambo ở đây tức là cái gì? Dambo ở đây tức là chủ cách ha. Arigato. Đây là quá khứ phân từ của động từ arigachiti. Arigachiti mang nghĩa rằng đã đạt đến. Như vậy là ayandambo tức là pháp này đã được đạt đến bởi ta, đối với ta, đối với tôi đó, đã có được pháp này. Các vị hiểu không? Đây. Mê ở đây, mê hồi sáng chúng ta còn nhớ không? Mê là trong bao nhiêu trường hợp? Ba đó là gì? Cách thứ mấy?
3 4 6 đúng rồi. Như vậy chúng ta dùng theo nghĩa là đối với tôi. Đối với tôi đó, pháp này đã chứng đạt, đã có pháp này. À, thấy không? Nhờ học cái bảng hồi sáng thôi bây giờ thấy khỏe chưa? Nhờ ép học đó cho nên là bây giờ các vị sẽ nhớ liền. À. Chứ nếu mà không ép đó, thì sẽ không có nhớ. À. Rồi ấy là sư phải mở ra đại từ đó cũng khổ nữa đúng không? Rồi bút tô tê á hăng. Tê cũng tương tự như vậy, mê mê tê cũng y chang luôn, mê tê cũng y chang luôn. Đúng rồi, mê tê cũng y chang luôn vậy. Nhưng mà chữ tê các vị coi chừng đó là tê cái gì? Tê là số nhiều mà của tá đâu nha. Tê nê đó chúng ta còn nhớ không? Bút tô á hăng tê. Như vậy các vị nghĩ coi chữ tê này là thuộc về chữ tâm há hay chữ tá? Đại từ tâm há hay là tá? Hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Bút tô và á hăng chia cùng cách đều là chủ từ. Ta là con trai của ngài. Ta là con trai của ngài. Như vậy là tâm há ha. Đó. Đó, điện thầy giỏi rồi đó. Te asa bahina. Te asa bahina có nghĩa là gì? Bahina nha, mà bahina chia theo chủ cách số nhiều nha. Te ở đây anh chỉ nói là chia theo chủ cách đó là cái này tê nê đó, tê nê là tá nha, tức là các phiền não ấy hoặc như là chúng các ấy đó đã được đoạn tận đối với vị ấy. Á xá tức là đối với vị ấy, các phiền não ấy hoặc các chướng ngại ấy đã được đoạn tận. Không, nhìn tê tê vậy cái đôi khi mình phải hiểu. Dạ. Rồi kế tiếp bắt bá tê á hăng. Bắt bá tê á hăng. Bắp bá tá nếu mà danh từ có nghĩa là ngọn ngọn núi đó, ngọn núi đó, nó giống như ghi rí như vậy đó. Và bắp bá tê á hăng. Các vị chờ xíu. Cha là cha trung tâm tạng đó, con ngữ cảnh của sử dụng sinh viên sơ như thế nào? Ờ à, đó ghê chưa, ghê gớm được chưa. Rồi kiếm coi đúng chưa, sư hỏi là trang thanh tạng chứ phải trang nghĩa của bắp bá tá à, trong cha ta cá ắt ta tha đó đề cập tới là bắp bá tà gia nam tí, nó được gọi là bắp bá tê á hăng. Đây là một cái hình thức viết tắt biết cho các vị luôn ha. Đây là cái phần chú thích nha. Rồi. Bắp bá. Nhìn lên đây. Rồi. Bắp bát tà gia hành tí tức là cái gì? E đổi thành gì? Á giá. Nhưng mà trong trường hợp này là chúng ta sẽ học một vài điều nữa, chúng ta sẽ học đó là ý y hoặc e đổi thành chữ y, e đổi thành chữ y luôn, chữ e đổi thành chữ y dài luôn, rồi a mới bị trường hóa lên ha. Á hăng nó thành là a hăng, a han đó. Mà nít cái hí tá, cái này là cái gì? Nít cái hí tá xanh lý nha. Chị em mời chăm chứa mà nó cộng với ý tí, cho nên ý được xóa bỏ, nó trở thành là ham. Cái đó là một cái điều luật bên nít cái hí tá xanh lý. Chúng ta đang học về xá rá xanh lý. Tức là xanh lý là gọi là hợp tự về nguyên âm. Hợp tự về nít cái hí tá chúng ta sẽ học sau.
Như vậy đó là Bất Đa Tê A Hằng. Ta như ngọn núi, ta như núi. Vì rằng ở đây tức là Sa Đê Quá Ta Antarahita Bất Đa Tê Gan Đa Ba Đa Đề. Sa Đê Quá Ta tức là vị thiên nữ thiên nhân ai, nữ thiên nữ ấy. Rời bỏ ganh đăng ganh đá mà đá đá ở đây tức là tên của một cái ngọn núi trên Hy Mã Lạp Sơn ha. Và chia theo rồi bắt bắt tài danh. Rồi, như vậy cái này đó là trong cái bài kệ số 397 trong Jataka. Về cái phần mà giải thích của nó là 397, 398 của Jataka Atthakatha nha. Tên là Babbataya Hang Gandama Dane Irarata Vi Diwa Sini. Và trước đó chúng ta là Sadiwata nè. Tức là vị thiên nữ đó đó như thế nào? Đã rời khỏi cái gì? Đã rời khỏi cái ngọn núi tên là Gandhamadani. Như vậy là Babbate Gandhamadani nha, đi chung với nhau. Babbate Gandhamadani. Để mở cho các vị coi chứ nói kiếm được không? Ta có 397 hả? Ồ, 396 bấm hay dữ ta. Chuẩn ngay trong 396. Xuống tí xíu nữa 397 rồi. 399. Ủa chật rồi hả? Chật rồi. Chật rồi. 397 mà là Sa Đê Quá Ta. Tiếng cách khác các vị biết kiếm như thế nào không? Các vị đừng có vô này, các vị vô trong mà tiếng cách khác này. Các vị bấm chữ search. Rồi online search. Rồi các vị bấm cái gì? Bấm cái chữ mà gọi là Bắp Bát Tài Gia Hăng. Bắp Bát Tài Gia Hăng. Rồi. Thì ở đây một loạt ở đây đó là Bắp Bát Tài Gia Hăng. 398. 398 đây. 398 cho của Mà Chê Tá Cá ha. Quyển 2 và 22. Má Hà Đi Ba Tô đây này. Đấy, click vào đây. Rồi nó sẽ ra đây. Nó ra cái này là phần chính văn nha. Chúng ta cần cái phần chú giải. Chính văn à, thầy chính văn, cho tất cả ba lý này, không ba đó rồi bác sĩ đi không cần, chúng ta đang đây, các bạn nhìn ở đây là biết liền, thấy chưa? Babbataya Hang Gandama Dane. Gandama Dane đây là tên riêng ngọn núi nha, mà chia theo E tức là chia theo vị trí cách đấy. Và Babbate tức là trên cái ngọn núi đó ha, ta khi mà ở trên ngọn núi đó đó. Vì rằng Sa Đê Quá Ta Antarahita Babbate Gandama Dane Samasa Anukampa Ya Imang Satyam Appa Satha. Chia cùng cách với lại Gandama Dane nha. Chia theo vị trí cách đấy. Chúng ta đang đây. Babbate Hang tức là ta khi trên núi hả? Ta trên núi đó. Yeah. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Ye asa iti da babbalobe sambatte. Nghĩa là gì? Sambatte có nghĩa là gì? Sambatti. Đạt được, có được. Yeah. Tức là cái gì?
có cái sự mà xóa cái âm đầu cấp ba lô b, có cái sự xóa âm đầu có nghĩa là xóa cái gì? Xóa trong trường hợp này thì chúng ta sẽ là dê á xá, tức là cái dê cộng á xá nha, dê này không xóa bỏ, nó không bị giá xá y tì đó là vân vân đó. Ở đây này, ở đây là một số cái từ mà cái điều 18 này là nguyên âm trước bị trường. Em trước bị trường, chúng ta nhìn cái đoạn lô BKT đây này, khi mà bị xóa đối với đoạn âm sau, xóa với đoạn âm sau tức là lô cách sát, nó thành ra đây. Như vậy là 18 này nó xuống dưới đây rồi, đây đúng rồi, 18 thì coi số 19 dạ. Arigato kho me ayang dammo, thì ở đây tức là arigato kho mà gia văn đâm mô. Rồi nó dưới đây đây này, hèn chi mà bảo thế nào cũng dính phía dưới này nữa. Đấy. Như vậy là cái gì? Là chữ E nó đổi thành chữ Y dài đó. Đó, sao nó mới nói cái điều luật đó đấy. Điều số 19 này sẽ ra đây. Đấy. E đổi thành Y dài đó hả? Mà gia văn đâm mô. Cũng như vậy là Bút tô tê á hăng là bút tô tê gia hăng. Bút tô tê á hăng này sẽ thành là bút tô tê gia hăng. Rồi tê á sa băng ni ta thì là tê gia sa băng ni nè. Rồi bắp ba tê á hăng là bắp ba tê gia hăng. Đó, xuất hiện trong kinh điển nha, chứ không phải là không có đâu nha. À, đấy. Rồi ở đây là dê á sa ta thành dê gia sa. Rồi, cái từ này thấy lạ chưa? Thấy chưa? Nếu mà không học cái này thì thôi mình làm gì mà biết được cái này. À, nguyên âm trước trừ trường. Chúng ta coi cái 19 đây nè. Chúng ta coi 19 luôn. Và trước khi coi 19 thì chúng ta qua cái 19 thì tương đồng với lại cái thiên nó là cái gì? Các bạn coi 19 nó sẽ là tương đồng với lại. Dạ phải không? 22 17 hả? À, rồi chúng ta qua cái thiên nó 17 trước cái đó. Tại vì cái thiên nó sẽ giải thích ngắn gọn hơn. Bác sĩ là sẽ chú giải cho. Nên chúng ta đọc cái phần giải thích ngắn trước. Rồi 17 đây. Dịch tới dịch lui ha. Rồi kế tiếp ta sẽ là giá mê đan tát sa đi xô. Chúng ta tách ra ha. Các vị hoan hỷ tách ra giống như vậy này. À, hoan hỷ tách ra giống như vậy đấy. Giá tức là văn đó ha, chữ văn đó, chữ giá đó, e này là chữ e nè, rồi đanh tá có nghĩa là gì? Hoặc các vị chữ e, chữ e, các vị bỏ chữ d này đi, để các vị nói giùm sư nữa này, không các vị đã tắt là các vị tắt như vậy giùm sư, văn s anh tá xá rồi. Anh ta có nghĩa là cuối ha. Adiso có nghĩa là gì? Thay đổi, bị biến đổi đó, từ này chúng ta học rồi. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ coi cái phần mà giải thích ở đây tức là cái gì? Ekarasa anta butasa sarepa requa chi yakara diso hoti. Như vậy là hoti ba số ít hoti đúng không? Như vậy là có cái gì? Có cái adiso, có cái sự thay đổi thành giá ca đó, thành cái âm giá quá chí thỉnh thoảng. Như vậy tức là sa re ba re, khi mà nguyên âm sao, khi có nguyên âm sao. Ở đây chúng ta chia theo các thứ tự các thứ sáu nha.
Ekarasa tức là cái gì? Là e của cái âm e đó ha, đối với âm e đó, antabutasa đối với cái âm e ở mở cuối đó ha, âm e ở cuối. Ở đây ekara cộng anta là cuối ha, buta đó là tình trạng, tức là cái âm e mà nó nằm phía cuối, đối với cái âm e nằm phía cuối như vậy. À không không, như vậy chúng ta dịch là ekarasa antabutasa sarepare, khi mà nguyên âm sau, khi mà nguyên, khi có nguyên âm sau ha, sarepare khi có nguyên âm sau, thì đối với e, đối với e đứng cuối đó đôi khi bị đổi thành giá. Các vị để ý này, chữ me nè, me cộng á văn nè, chữ e đó, me á văn tức là chữ chữ e của me ha, tức là phía sau nó có gì, phía sau nó có nguyên âm là nguyên âm gì á, có phải để ý không? Đây nhìn lên bảng đây, cái này đó chúng ta sẽ là me, rồi chúng ta tách ra là cái gì, là me cộng với, me với cái gì, a dằng đấy. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì, phía sau của nó là sarebare đúng không, sarebare, sarebare tức là phía sau của nó là á. Như vậy e mà đối với cái nguyên âm đối, e mà đứng phía sau của cái chữ b này này thì cái là cái như thế nào, nó mới là đây. Đối với e mà thuộc cuối của chữ, đôi khi đó bị đổi thành giá khi mà có nguyên âm sau, hoặc nó dịch là khi có nguyên âm theo sau, thì đối với e của, đối với e đứng cuối của từ, đối với e đứng cuối từ đôi khi bị đổi thành giá. Cái đứng cuối thì chúng ta đâu biết đứng cuối đâu, chúng ta phải là đứng cuối của từ. Đọc lại nha, khi có nguyên âm theo sau, e đứng cuối từ đôi khi bị đổi thành giá. Như vậy ở đây rồi, cái tiến hóa nó là cái gì, nó là thành giá đúng không, do theo cái điều luật gì, cá mấy, cá chúng ta đang học là cá mấy, cá 17, cá 17 cộng với cái gì, cá dăng. Rồi điều luật nào sẽ trường hóa nó lên mà giá nè, a dăng nè. Không 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 không, 16 đó là trường, trường âm nguyên âm đầu, còn á văn này mới là thành trường âm nguyên âm sau. Như vậy là cái gì, chúng ta là 15 nha, saro baro nha. Nhưng mà 14, 15 cũng được luôn. Nó còn thêm cái từ mà gọi là búp bá sa re lút tê nữa, khi mà xóa cái nguyên âm nữa rồi nó mới được trường. Này là nó chỉ đổi thôi, nó đâu bị xóa đâu. Như vậy là chúng ta phải học thêm một loạt những cái điều luật nữa để chúng ta mới áp dụng được nữa. Trường nó có rất là nhiều, cái đi gô này, cái đi căng này rất là nhiều nha. Cho nên là tạm thời đó là cái chữ mà a văn này đó, thì chúng ta cái ví dụ này, ví dụ này
Sa ra của biên giới này phải quá chi đi càng bắt bồ tí. Cái điều số 25 nè. Các vị coi số 25 coi. Hầm lâm các viên âm đôi khi với người tôi. Nguyên âm nè. Khi mà có phụ âm theo sau trên chế đề ba rề thì các nguyên âm á, đôi khi bị trường hóa. Cái này đi găng thì cũng không được luôn. Chúng ta coi đi găng thế nào. Chúng ta coi coi bao nhiêu cái đi găng này. Trong cái chia đó cho đi găng. Đi găng là của 15, đi găng của 16. Đi găng của 25, 25 tức là phía sau là có phụ âm để bắt đầu nó mới trường. Đi lâm, đi găng của 88, không cái nào phải. 15. Đi găng 37 nè. 37 là tương đương như vậy, tức là khi mà có phụ âm theo sau đó thì nó mới trường. Khi có phụ âm theo sau, cái này là trường, này là trường của nè Sara khô pin chế nếp bà quá chi đi găng bắp bồ tí, tức là khi mà có phụ âm theo sau đó thì nguyên âm ở trước nó mới trường. Nó không phải này, không phải. Chúng ta coi coi sẽ coi đi găng nào nữa. 37 rồi. 17. 17 đó là nguyên âm sau được trường khi mà nguyên âm đầu bị xóa. Có thể nó sử dụng là luôn cái 17 này nhỉ. Chứ bây giờ là hết rồi, hết luật rồi. 17 ở bên ba đá rubas thì tương đương với 15, có thể là sử dụng cái luật 15 nha. Chúng ta để ý đây, chúng ta có thể là để ý đó là 15 đây này. 15 mà 15 nghi vấn nha. 15 có cái chấm than. À. 10. Tức là 15 mà 15 có chấm than nha. À. Rồi à, bắt đầu mới là mà gia văn. Mà gia văn là cái gì? Cá 11 ha. Đấy. Kiếm ra thì để dấu than, để từ từ xử lý nhỉ. Các vị biết vô nha, cái mốt sẽ hỏi là còn nhắc lại để sẽ biết rồi. Chấm than lấy bút màu đó, chấm than cái thôi nhỉ. Để mốt biết mình nhắc. Để đánh hết một lượt cái là lát mình sẽ chụp hình sẽ gửi lên trên group luôn, trên Zoom luôn, ở trên trên Zalo luôn. Một loạt những cái bài, đúng rồi, chúng ta làm cái chuyện như vậy đi. Sẽ có bài luôn. Rồi kế tiếp. Kế tiếp là cái gì? Chúng ta đang học Padarubasadi đúng không? Điều Padarubasadi là điều số 18 hả? Không, 19 rồi. À không không không, xin lỗi, chúng ta đang cấp chia giá nó. Chúng ta đang cấp chia giá nó là 17. Rồi. Ở đây đó là cái gì đây? Các vị nhìn đây. Rồi kế tiếp là tờ gia hăng e quăng qua đây văn.
Từ gia hăng có nghĩa là gì? Ê cộng với á hăng. Chúng ta đang học cái ê mà đổi thành y dài đó. Tê cộng với á hăng. Quá đây văn đây là khả năng cách của cái gì? Của động từ quá đá tí mà thể gì? Atano bá đá. Ây da ây dung, ây da xí, ây da tha, ây da mí, ây da má, ây văn. Coi coi kìa, cho kỹ lại cái đoạn. Chứ không thấy chật lất nữa. Thì các bạn động từ đó rồi trời. Nó phải chờ xếp mở này cho lẹ. Động từ. Ngồi thứ mấy? Ngồi thứ nhất số ít đúng không? Đúng rồi đây. Ngày nãy sư cũng nói khả năng cách đây. Chứ có nói mà là cách khác đâu. Dạ. Đây, ai văn đây. Chị mới nói là so tê nê tăng năng tê nê đó, thì cái tê đó thì cái là cái gì? Ê quăng mà tôi nói họ, tôi có thể nói họ như vậy cũng được. Cái tê đó là đối cách tê nê được. Rồi kế tiếp đó là tờ yasabahina hồn tí. Như vậy đó là tê tê bahina hồn tí ha. Tức là đối với vị ấy những điều này đã được loại được trừ, đã được tự, đã được dứt trừ, đã được trừ diệt, đã được trừ diệt. Quá chi tí kasma. Nhưng mà tại sao lại sử dụng quá chí ở đây? Để ở đây thế là cái gì? Cái phần ngoại lệ. Negagata itinetha. Negagata. Chúng ta sẽ thấy rằng e ở đây nó đâu thổi ra, nó đổi đâu có đổi thành chữ y, đúng không? Khi mà tách ra negagata có nghĩa là gì? Cái từ này đó thì không có trong Tam Tạng, không có trong kinh điển.
Này, cái ví dụ này không biết là sao nó có cái dấu lược ở trên này nè. Rồi, chúng ta bôi đỏ chữ này. Bôi đỏ chữ này đi. Chúng ta nhìn vào cái phía cái ví dụ kế tiếp, chúng ta sẽ thấy là ý tí nét thác. Tức là ý tí cộng với cái gì? Ná cộng với ét thác. Cái này đó thì còn có nghĩa như vậy, là ý tí là như vậy ha. Ép thác là cái gì? Thác là gì? Ép thác nghĩa là ở đây, tức là không có như vậy ở đây. Còn cái ví dụ mà Nenagata là các cái ví dụ này là không có hợp lệ nha. Ví dụ nó không hợp lệ nha. Nên chúng ta mới bôi đỏ đó. Trong cái điều số 17 này, tức là chữ E ở cuối từ phía trên, phía trước đó, đôi khi bị đổi thành chữ giá khi mà phía sau nó có một nguyên âm. Đấy, luật là như vậy. Chúng ta viết viết nghĩa cho cái điều luật này. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng adiso động từ sẽ được hiểu ngầm nha. Adiso đây là chủ từ, tức là có sự biến đổi đối với e cuối từ thành giá, có sự biến đổi đối với hoặc là của e cuối từ thành giá. Rồi chúng ta qua cái kia đó, điều số 19. À, xin lỗi, Pararupasati, điều số 19. Pararupasati, điều số 19 ở đây tức là cái gì? Ekarasa badanta bhutasathane sarepare quá chi yakara desu hoti akare mete yesadadi Yesada disse qua yang vidi yang ti yang rupang e wa anto edanto adesithane adisanti adeso chenche ne ti adikya di gan ti di go. Ở đây chúng ta sẽ thấy tách ra một câu này trước. Động từ sẽ được hiểu ngầm. Động từ ở đây tức là hô tí, là ngôi thứ ba số ít, mà hòa hợp với chủ từ là gì? Hòa hợp với chủ từ là gì? Hả? Hả? Chủ từ đúng rồi là adeso nha. Sau bữa sau mà ví dụ như sư có bảo các vị hoan hỷ đọc lại thì các vị phải xác định rõ là động từ chủ từ cho sư, chứ không có đọc không không như vậy. Thì đọc không không như vậy có đôi khi các vị không nhớ được cái cấu trúc. Các vị phải xác định được cấu trúc động từ chủ từ thì các vị dịch nó mới chuẩn. Cho dù chữ nó có nhiều, cái dù chữ nó có ít, nhưng mà mình phải hiểu rõ cấu trúc như vậy. Rồi như vậy tức là có cái sự biến đổi thành giá, đôi khi quá chí nè, đôi khi có cái sự biến đổi thành giá đối với cái gì? Đối với e ở cuối từ, ba đá cộng an tá nha, bu tá xá, ba đá có nghĩa là câu, là chữ nè, là cuối 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 từ, cuối chữ đó. Tha đê sa rê pa rê, tức là khi mà có nguyên âm đi theo sau thì tại cái chỗ đó đó thì
đôi khi có cái sự biến đổi thành giá đối với e ở cuối từ. Nguyên câu đó là như vậy. Khi có nguyên âm theo sau tại chỗ đó, tại chỗ ấy đó, tại chỗ mà có là có nguyên âm theo sau đó, tại chỗ đó đó, thì đôi khi có sự thay đổi thành giá đối với e ở cuối từ. Rồi kế tiếp nữa tức là cái gì? Ở đây là một loạt chúng ta là akare. Rồi chúng ta tách ra đó là cái gì? Akare ha. Chúng ta tách ra là me nè, te nè, ye nè, sắp đá cộng với a đi. Như vậy tức là cái e của me nè, e của te và e của ye đều là thành chữ quay. Và chúng ta có trường hợp là gia giá xá này, chúng ta bị nhìn này nè. Đấy. Cho nên chữ ye là này, nó đổi thành chữ quay để cho nó có hai chữ quay nha. Đấy. Ở đây người ta giải thích nè. Me te ye bôi cái chữ này lên này nè. Chúng ta mới biết được rằng đó là theo sau những cái từ này này. Sada đi. Sada đi xá cộng e quá cộng á văn nha. Sada cộng a đi. Cộng a đi xá, sada cộng a đi xá cộng e quá cộng á văn. Quý đi gọi là điều luật đấy. Ái văn quy lý tức là cái điều luật này chỉ sử dụng với những tiếng, với những chữ như là b, t, y. Rồi kế tiếp tức là danh tí văn rupang. Chữ giá ha. Danh tí tức là giá cộng với ý tí này nè, tức là văn rupang tức là hình thái nào. E quá anto edanto tức là e mà anto tức là ở, chỉ ở cuối từ, tức là chỉ từ e ở cuối từ thôi mới được gọi là edanto. Chỉ chữ e ở cuối từ mới được gọi là edanto. Rồi a desithane adisati ti adeso. Chúng ta tách ra là adesi cộng thane ha. Quá khứ đó, adesi tại chỗ mà đã được, tại chỗ đã được gì, đã được biến đổi ha, tại chỗ đã được biến đổi. Adisati tí tức là adisati tí là có, sẽ có sự biến đổi tại chỗ cần đã được biến đổi, thì cái đó được gọi là adiso. Tức là sẽ được biến đổi tại chỗ đã được biến đổi, thì cái đó được gọi là adiso, tức là chỗ biến đổi đó. Tức là chữ người ta đang giải thích về những cái từ như vậy. Rồi kế tiếp nữa là chân chân đề ý tí a đi kích chá đi gầm tí đi gô. Ở đây tức là đi gầm thành đi gô. A đi kích chá chúng ta dựng theo nghĩa là liên quan đến cái từ mà danh chá nê này, tức là cái chữ đi gá này nó cũng sẽ liên quan đến cái chữ danh chá nê. Danh chá nê này chúng ta kiếm được rồi. Sara pakati danh chá nê. Sara khô danh chá nê pare pakati rupa hô ti ti ye tu ya di gá rasa lo bê hi i ka ra pa vô. Nguyên âm thì vẫn giữ cái hình thái cũ khi mà có phụ âm đứng sau, giống như là ách chá vô, như là ý tí cộng á vô, phụ âm theo sau. Không phải cái này. Sara cô tí nhé nè, bà rê quá chi ra sang bắt bồn tí tí chanda. Nú rắc khăn nè.
Thôi chúng ta cứ quay lại đi. Tại vì đi xa quá. Dạ. Chúng ta đang ở 19. Rồi nó nhảy đâu luôn rồi. Rồi. À, đi kích giá ta là liên quan ha. Liên quan đến cái từ mở trên cái đê này. Sẽ được giải thích là đi ngô cho cái từ mà đi gá thôi. Chung quy là cái đoạn này người ta giải thích những cái từ mà được sử dụng ở trong đây. Rồi chúng ta sẽ thấy là một loạt những cái ví dụ này. Ví dụ này tức là cái gì? Là một loạt cái ví dụ phía trên số điều số 18 ha. Là chưa được tách, chưa được kết hợp nè. Nhưng mà khi mà điều số 19 là sự kết hợp với nhau, E trở thành chữ Y này, cho nên nó ra là mà gia văn. Rồi tờ gia văn, rồi tờ giá sát, rồi bắp bá tờ gia hăng, rồi dây giá sát, dì gia sát. Một loạt cái ví dụ đó ha, cho cái điều luật số 19 này. Kế tiếp nữa tức là quá chi tiết kim. Thỉnh thoảng hoặc đôi khi là như thế nào? Tức là te nagata. Ừ. Như vậy là tách ra là không có dấu lược ha. Butta matthi. Như vậy chữ T là đâu làm chữ Y đâu đúng không? Như vậy phía trên là chúng ta cái gì? Phân tích giải ná là chúng ta bỏ chữ Y. T chứ không phải là ne nha. Đó, thấy chưa? Không đọc cái này làm gì nó ra được cái này. T nagata. T nagata. Như vậy rồi chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? T nagata có nghĩa là gì? T cộng ná cộng agata nha. Chữ E này nó không đổi thành chữ Y dài. Nó không là. Bởi vì sao? Nó phía sau nó là một nguyên âm rồi. Nó không phải là một phụ âm. Cái điều luật của chúng ta là gì? Phía sau sa re pa re nha. Phía sau phải là một nguyên âm. Cho nên trong trường hợp là nagata tức là ná cộng agata. Agata là quá khứ phân từ cộng từ agachati. Và agata ở đây tức là chia theo chủ cách. Chữ T tức là T, Agata tức là họ đã đến và Ná tức là họ đã không đến. Đâu có đâu, T Nagata đó. Cho nên chúng ta chỉnh chỉnh lại bên đây nha. Chúng ta bỏ cái dấu lược này đi. Bên cách thi giá chúng ta bỏ dấu lược đi nha. Chữ T đã thành chữ Nê. Đây, chữ Nê đã thành chữ T. Không phải, cái này là do lỗi đánh máy của VRI. Do lỗi đánh máy chứ không phải là do. Rồi, kế tiếp. Butta mắt thí. Tách cái chữ mắt thí này ra cho sư. Vị nào lên cho bảng viết tách cái chữ này ra. Luật nào tách ra. Có nghĩa. Mày có nghĩa. Trời, nó có viết được nhiều viết vậy?
Cách giá đá 10 đâu có phải vậy. Về coi lại cái luật cách giá đá 10 có phải là vậy không? À, các vị trợ giúp với em. Start share cho ta thấy ha. Dạ thì cô cứ làm đi. Nó đúng rồi. Rồi, rồi chưa? Cái điều số 10, cái luật đó là gì? Sau khi tách nguyên âm ra khỏi phụ âm và đặt cái nguyên âm về phía bên trái. Đâu có đặt cái gì ra? Cô đặt cái gì? Cô tách cái gì ra? Cô đặt cái gì chưa? Cô chưa đặt, mà cô chưa tách ra mà. Cái đó đó mới được gọi là số 10. Không có nói. Cô để rời ra luôn. Rồi. Rồi cái nghĩa đó là gì? Đúng rồi. Động từ là gì? Á thí là ngôi thứ mấy? Á thí là ngôi thứ ba số nhiều hả? Không, mà động từ là ngôi ngôi mấy số số nào? Rồi tại sao mà Buddha là số nhiều? Thì giải thích cái đó phần đấy. Buddha mắt thấy là đúng rồi đó. Cái câu Bali người ta đúng rồi đây. Chủ từ đâu? Đâu rồi, cô dịch đi, cô dịch, cô viết lên để người ta biết. Rồi ai trợ giúp kìa, phía dưới trợ giúp. Ban đầu phải xác định động từ nó là ngôi ngôi thứ mấy số nào. Chủ từ có thể là được hiểu ngầm. Đấy, đấy, thì mới sáng học với các bạn đó đó, cho nên chữ men này thuộc cái gì các vị phải tự suy luận đó coi. Không sao. Mốt là nhớ cái gì, cái là 346. 2346. Đúng rồi. Sư đâu có hù đâu, sư chưa nói gì mà. Dạ đúng rồi. Ý là sư hỏi là phải xác định động từ. Rồi chữ B đó là hồi sáng học cái gì? Cái tỉnh ngủ ha. Rồi, share lại nha. Đúng rồi, như vậy là chúng ta phải tách E của me ra nha. Rồi bắt đầu xóa nó đi. Rồi bắt đầu bắt ghép trực tiếp vào trong. Rồi, kế tiếp nữa là cái gì?
Kế tiếp là tức là tại vì Buddha Ma Thí này là ở trong đâu? Trong Dhamma Ba Đá. À, trong Dhamma Ba Đá hả? Con tôi tài sản tôi đó. À, đối với tôi đó có con cái, đối với tôi có tài sản đó. Rồi kế tiếp tức là âm tất gaha năng kim. Tại sao lại sử dụng cái từ mà cuối từ? Cuối là cuối như thế nào? Âm tá ở đây ha. Để đây mới giải thích là đâm má chắc căn có tên tô. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì là đâm má chắc cá, đâm má chắc cá, đâm má chắc cá có nghĩa là gì? Rồi. Bánh xe pháp ha, vô là bánh xe pháp đi. Pháp luân ha, sao để là pháp luân luôn vậy? À. Chắc cá đó. Chắc cá nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là vòng tròn. Nó là cycle đó. À. Chắc cá nó có nghĩa là gì? Là lợi ích. Trong trường hợp này thì chắc cá sử dụng là cycle nha. Cycle đây các bạn nghĩ rằng gì? Sự luân chuyển. Sự diễn biến được trình diễn đó, được trình diễn liên tục, luân chuyển đó là sự trình diễn liên tục. Bao quát tempo ở đây đó bao quát tê tí nha, bao quát tempo đó là hiện tại phân từ mình chia cho chủ cách. Bao quát tê tí có nghĩa là đã luân chuyển, luân chuyển phải như là lăn. Tức là khi bánh xe pháp luân chuyển thôi, tại sao mà người ta lại đưa cái ví dụ này, chúng ta sẽ thấy rằng phía trước đó là phía sau đó là ento này này, để tránh cái trường hợp hiểu lầm rằng cái âm đó ở đây là cuối từ. Cuối từ cái chữ âm tá là cuối từ không phải là hiểu lầm với cho mà cái hiện tại phân từ ha. Cái ento này nè. Bao quát tê tí đó. Anto đó. Chúng ta nhớ thấy không? Cũng tương tự như vậy. Đamento chip tăng. Đây là cũng là hiện tại phân từ luôn. Chứ cũng tắt cái chip tăng. Tâm mà đã. Tâm khi được thuần phục ha. Tâm khi được chế ngữ đó. Khi được điều chế. Đa má tí, đam mê tí có nghĩa là gì? Thu phục, khắc chế, tự huấn. Rồi, kế tiếp nữa là cái gì? Gia quá tắc cô. Chúng ta kế tiếp nhìn xuống đoạn số 20 luôn. Gia quá tắc cắt. Gia quá tắc gia quá tắc quá sát ca vô nha. Đây, gia quá tắc cô át sát ca vô. Ở như vậy là cái gì? Là ô đã thành gì? Đã thành chữ quá. Ú ô đã thành quá. Cho nên cái 12 mới là quăm đây nè. Chữ ô này, chữ ú nè. Anh ta năng của mà cuối từ như vậy đổi thành chữ quá. Và điều luật số 20 trong Parinirvana. Điều luật số 20 thì tương thích với cái điều luật số nhiêu? Số 18 của các chữ giá đó. Tại sao mà người ta đưa ra cái cụm ở phía đây để làm gì? Để nêu rằng nó là cái gì? Ở đây đó thì là e thôi ha, e đã thành giá thôi. Nhưng mà song song bên đó người ta kế tiếp nữa ta sẽ giải thích cho cái phần mà gọi là ô và uống đã thành chữ quá. Thì chữ giá và chữ quá đây là cái gì? Đây được gọi là bút tí, trong cái sự mà gọi là sự 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 gì? Sự tăng cường cái nguyên âm lên, tăng cường sự sự chuyển hóa tăng cường đó. Từ ý y đã thành e rồi, rồi rồi e đã thành á giá. Rồi u u trở thành o rồi a quá. Cho nên nó có cái loạt phía sau này nha. Cho nên để khi mà học cái loạt phía sau này chúng ta qua cái gì? Qua điều số 20 luôn của Bà Đá Rô Bá Sĩ Đí. Hoặc chúng ta có thể là đi qua điều số 18 của Cách Chia Giá Ná trước rồi đó. 18 của Cách Chia Giá Ná. Các vị hoan dập ra 18 của Cách Chia Giá Ná. Trong 18 của Cách Chia Giá Ná chúng ta sẽ là quá mô
Danta năng ha, chúng ta tách ra là quam cộng ốt cộng út cộng anta năng. Ở đây tức là okarukara năng. Các vị lấy bút màu, các vị bôi chữ O nè, bôi chữ U nè. Tức là okara, ukara ha. Tức là cái chữ O và chữ U. Anta buta năng ở đây chia ra cách gì? Cách thứ tư số nhiều ha. Đối với cái âm O và âm U ở cuối từ. Sare bare tức là cái câu này y chang lên, đúng không? Khi mà có nguyên âm theo sau thì có cái gì? Có cái sự thay đổi, có cái sự biến đổi thành chữ W. Quá quá. Chữ quá này. Đối với cái gì? Đối với âm O và âm U ở cuối từ. Giống như cái điều luật số 17 không? Khi mà có nguyên âm theo sau thì đôi lúc có sự chuyển đổi thành giá đối với E ở cuối từ. Thì tương tự như vậy, khi có nguyên âm theo sau, đôi khi có sự biến đổi thành quá đối với O và U ở cuối từ. Ví dụ Atha Khu Asa Atha Khuasa. Rồi, mời một vị lên làm khóa xá này cho sư. Chị nào hay hỷ? Mời cô Lan đi. À, mời cô Lan vậy. Áp dụng điều luật này vào luôn. Dạ, điều luật số 18. Atha khu asa Atha khuasa Atha khuasa. Cho suy nghĩ luôn nha. Đấy, sao mà cho suy nghĩ luôn vậy? Bá hờ qua ba đô. Cô Trang từ đó nha. Bá hờ qua ba đô. Tách ra rồi cho nghĩa luôn nha. Cô đừng bôi cái chỗ này nha. Cô biết tiếp bên đây đâu. Biết tiếp bên đây là gì sư? Để lát mình sẽ chỉnh lại cái đó nữa cho quý vị. Dạ đúng rồi chữ đó. Cho suy nghĩ luôn nha. Rồi các vị nhìn lên coi như vậy đúng không? Các
Thì coi như vậy đúng chưa? Trước khi mà các vị biết như vậy, các vị hoan hỷ biết cho sư cái này. Nếu mà các vị mà muốn tách ra cái chữ mà cô và á xá đó, thì các vị phải biết cho nó một hàng. Nếu mà cái chữ này phải không, các vị sẽ viết chữ á xá nó bằng cái gì? Bằng khô cộng á xá. Rồi cái hàng, cái hàng này đó các vị không được viết cái này, và các vị phải xuống thêm một hàng nữa. Cái là cái bước thứ nhất đây này, cái này bước thứ hai nha, bước thứ ba. Thứ nhất đó là cái gì, các vị nó tách nó ra là chữ khờ, chữ ô và chữ á xá. Trong trường hợp này thì các vị mới sử dụng là 10 được nha. Các vị phải viết nó ra khóa xá rồi bằng đó, bằng cái gì, hai cái từ là khô, cái từ gốc của nó là khô cộng chữ á xá. Và từ cái từ gốc như vậy á, khi mà nó biến ngược về, nó phải qua bao nhiêu bước nó trở thành cái từ khóa xá này lại. Có thể trở qua một bước, hai bước, ba bước. Có thể viết tuần tự như vậy, chứ không có lên mà viết đại nha. Rồi nghĩa là gì? Á thác khô, á thác có nghĩa là gì? Đen. Rồi ha, á xá tức là đối với vị ấy, đối với người ấy, rồi đối với người ấy. Rồi chúng ta coi cái tiếp theo là bá hầu qua ba đô, bá hầu qua ba đô đó, hồi nãy sư cũng nói rồi, bá hú cộng với a ba đô. Rồi nhưng mà cô phải ghi điều luật đó nha. Cái này không phải là lớp buổi sáng cho nên mà không biết cái này được, mà chỉ biết theo cái kiểu buổi chiều. Tức là phải trải qua một bước, hai bước, ba bước như vậy đó. À, cũng tương tự như vậy. Tức là bước bước đầu đó là cái gì? Cô phải tách ú ra. Ú ra đó thì là ví dụ như cô để như thế này. Đấy. Anh bằng bá hú cộng với abado. Abado chúng ta không cần xử lý, chúng ta xử lý cái này. Chúng ta mới là bước 1 là cái gì? Tách ú ra. Dạ. Cái điều 10 đó mình tách ra đó để mình nhấn mạnh là cái từ mà cần phải bị thay đổi, cần phải được xóa. Mình phải tách nó ra vậy. Mình tách nó ra. Rồi bắt đầu là tương tự như vậy là qua. Ý là mình khỏi cần 10 hả? Như vậy chúng ta bỏ cái 10 luôn đi ha. Nhưng mà chỗ này thì cần cái 10 nha. Chỗ này thì cần cái 10. Chỗ này thì cần cái 10. Cái này thì cần cái 10. Như vậy chỉ hai bước thôi ha. Để hai bước thôi. Như là ba hô luôn ha. Ba vờ hộ, ba vờ luôn vậy. Ba vờ cộng với a ba đô luôn. A ba đô có nghĩa là gì? Hả? Đúng rồi, abado. Abado là danh từ hay tính từ? Abado là tính, danh từ hay tính từ? Abada là danh từ ha, ba hú. Abado là một ha. Như vậy là đa bệnh. Nhiều bệnh, đa bệnh. Bá bệnh. Rồi chúng ta còn cái gì nữa? Chúng ta một loạt những cái từ này ha. À sorry. Chúng ta đang một bên cái kia nó chứ. Rồi what rồi chúng ta coi coi cái câu này. Câu này ai lên làm cái câu này này? Không,
bằng á, là tức là mình tách là cộng, mình để mình tách rời hoặc mình cộng cũng được, mình xài hai dấu thì cũng được như vậy. Dạ, không, ý sư không có muốn xài cái này đó, chúng ta chỉ là tách nó ra, tức là cái gốc từ, tức là cái câu đó là như vậy, nhưng mà cái từ chúng ta cần giải thích là cái từ này, chúng ta biết cái từ cần giải thích ra, chúng ta bằng đó, là cái từ giải thích này nó được kết hợp bởi hai cái từ chúng ta đã xác định rồi, nó trải qua bao nhiêu bước để nó trở ngược lại thành cái từ này. Cái bước này không phải là cái bước số 10 vậy. Rồi. What the width ha, vihitang nichang, chakha ba tha, ma cái chat tí. Vị nào đang làm cái đó? Một loạt á, có mấy mấy cái luôn đó. Mình cứ coi thấy cái nào làm được thì mình làm. Cứ cái nào làm được thì mình làm. Tức là bao nhiêu từ mà cần tách là mình tách hết nha. Rồi cho nghĩ cho sư luôn vậy. Chị chưa 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 họ chưa viết rồi. À, cô viết ở giữa đi. À quên, để bật này cho cô coi. Dạ đây. What with tha vihitang nichang chakha ba tha ma gacchati. Chúng ta tách cái đó xong rồi chúng ta nghỉ. Thì là cần tắt được cái bỏ xuống. Nghĩa nguyên công đi xin nè. Cô thiếu chữ hết quá, chữ quát, chữ tê tê hết kìa, chứ phải tê tê không thôi. Mấy vị ở dưới trợ giúp đi nha.
Mình xác định từ bên phải đổ qua nha, mình xác định từ bên phải đổ qua bên trái, từ phải ra trái. Ở đây quách cú về quách quách từ quách khá là chúng ta bình thường của chúng ta sẽ có dừng ở về từ quách khá, thì nó không có từ nào mà quách khá nữa, nó chỉ là ít khá thôi. Thì chúng ta đều người ta là quách cú được. Thì chúng ta đi ngược từ đây quách ca ba tham ma quách ca tí, chúng ta là quách ca tí hoặc có thể là a quách ca tí cũng được, đúng không? Rồi bắt đầu là nó sẽ là a ba h a ba thân nè, a cái chữ tiếp theo là phải m không a ba biết điều luật luôn nha con, biết điều luật cô cái mà biết cái nghĩa táo cảm ơn cái chất tí mình chưa có học biết cái nghĩa táo thanh lý, cho nên là tôi biết liền luôn, tôi chỉ tắt cho mình chắc khú như cái đó thôi, tôi hiểu cái ý chưa không? Cái phần dưới tại vì biết cái nghĩa táo thanh lý mình chưa học nha, cho nên mình kiếm mực nó cực lắm, học tới xong rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái hàng đầu tiên á mình tách ra ba từ, nhưng mà cái phía sau đó mình chỉ là xử lý hai cái cụm mà cần cho xử lý thôi, với những cái điều luật chúng ta đang học đang có nha. Cái câu này chỉ xuất hiện ở trong một cái tia đá thôi, không xuất hiện ở đâu cả. Điều là kỹ chế luôn đúng không? Bây giờ là học biết rồi, bây giờ là chế luật hết rồi đúng không? Ai bảo cái đó là chị ú đâu mà cô bảo là chị ú, ai chị cho ví dụ mà tách cái đó do tự mình tách hay là người hỗ trợ tách? Vậy là sai là tự mình thôi, vậy là sai tự mình. Bây giờ cái cụm này là cô phải xác định ba từ là ba từ gì, ba từ đó là ba từ gì, rồi gì nữa chắc cú không, rồi bá thá ma thì như là ba thá chứ không phải bá thá ma, ở đâu ra? Tôi bảo là nhầm từ rồi đấy, rồi chế thêm điều tử ra điều luật luôn. Nhìn lên đây chúng ta tách ra cái gì, một là chữ gì, các thú đúng không, nhìn ăn nhìn ra đúng không? Sư bảo rằng một cụm từ cho dài đó cả nào đó thì các chữ tách từ đâu ra,
Các vị bên phải thưa về. Các vị cứ nhìn đây là ở đây là cái trái tí nè. Các vị có thể nâng được A cái trái tí đúng không? Tại vì phía trước nó có chữ M, nó thường nó là lý tí tá, thanh lý. Cho nên nâng ở đây một chữ. Và cái tiếp theo đó là cái gì? Chữ thăm, chữ ba, chữ A. Chúng ta hết ở đây cái A ba thác là một từ. Chắc khú được xóa bỏ cho nên như vậy là chắc khú A ba thác còn A cái trái tí. A ba thác có nghĩa là gì? Là lĩnh vực. Sphere. Là lĩnh vực, là phạm trù. Đó là đường cái xứ, đường cái xứ. A ba thác. Mình đã mù mờ nghĩa rồi, bắt đầu mình thêm mấy cái từ tiếp vô đó là mình mù mờ nữa. Rồi xác định đâu là chủ từ cho xin nha. Mấy vị dưới đó ngồi đó. Xác định đâu chủ từ đâu. Động từ là gì? À, tập trung như tắt đi ra, tắt đi, tắt đi, tắt đi, tập trung như chủ từ. À. Cái này cái luật sinh lý nè, luật sinh lý nó rất là được nè. Đó, ở dưới trễ nhất, dưới tá có nghĩa là gì? Cầm từ điển lên chưa? Trang Mỹ ai cũng có từ điển hết. Tại sao không Trang? Rồi. Cái gì nữa? Rồi. Rồi, kế tiếp. Mốt kiểm tra sẽ không có những từ trong đây, mình sẽ kiếm từ khác. Chữ E đã thành chữ giá đúng không? Rồi. Gấp trái tí nha. Biết là bây giờ gấp trí hết rồi, chuyển thành bất định tứ hết luôn. Là hiện tại. Tập từ hiện tại. Rồi, bây giờ tới cái phần quan trọng đó. Tắt là ổn rồi đấy. Được rồi đấy. Có mà. Động từ là gì? À, cái chá tí. Đúng rồi. Cô viết cho đúng rồi. À, cái chá tí cho mà à, cái chí. Viết cho đúng ra rồi. Người ta còn nhìn thấy người ta. Dạ đúng rồi, tắt tắt tắt. Viết mình cũng được, mà cái thẻ văn mà viết mà gọi là chú giải ta gặp cho chung cũng được. Dạ. Không quan trọng. Dạ. Đặc biệt khi mà chúng ta đang học về sanh đế cho nên người ta muốn làm ví dụ cho mình coi. Dạ. Chủ từ của ác chất tí là gì? Chắc chưa? Rồi viết viết được thì cứ viết.
đâu mà ra quan sát ý Phật rồi hả? Mình chỉ biết đúng cái chữ quách thú là chữ Phật không là chết. Giờ gợi ý cho các vị chuyện bắt thú chúng ta dịch có nghĩa là đối tượng. Bỏ cái vật đi nha. Chuyện bắt thú chúng ta dùng có nghĩa gì? Thôi, thôi được rồi, thôi được rồi. Thấy cầu khó chưa? Không có chờ luôn hả? Không có chờ luôn đúng không? Ở đây chúng ta sẽ xác định là động từ là ai cái sẽ tí trước. Rồi kế tiếp chúng ta xác định là chủ từ là gì? Là quách thú. Ép thá là trạng từ về chỉ về nơi chốn, tức là ở đây. Ở đây cái đối tượng nó sẽ có cái gì? Quý hi tăng, quá khứ phân từ được sử dụng như là tính từ, biết chăng được sử dụng như tính từ bổ nghĩa cho cái quách thú này. Cái quách thú này nó có hai thuộc tính. Cái quách thú này là cái gì? Là sở hữu. Quý hi tá đó, quá khứ phân từ chúng ta sử dụng đó là thuộc về. Thuộc về và luôn khi, thuộc về và luôn khi trở thành, gọi như là trở thành cái gì? Đúng rồi. Như vậy là cảnh ha, tại vì quách thú chúng ta dùng là object, object như là thing. Tại vì quách thú nó còn có nghĩa là cái gì? Nó nghĩa là ground hoặc như site. Tức là nền tảng, nó còn là basic foundation nữa. Chúng ta dùng theo nghĩa trường hợp này tức là object. Như vậy ở đây cái cảnh đó mà đã chắc chắn và đã chắc chắn tức là thuộc về đó ha, đã chắc chắn ví tăng ở đây tức là cảnh, mà cảnh thuộc về cái cảnh này là thuộc về cái gì, là đối tượng cho con mắt biết thôi, cho nên nó mới có hai thuộc tính là quý hi tăng thì biết chăng này, và luôn khi khởi sanh để cho tâm nhận thức khởi sanh, cho nên cái quách thú này mới có hai cái thuộc tính quý hi tăng và biết chăng này. Ở đây cái đối tượng mà thuộc về cũng như là luôn khởi luôn luôn khi đó ha, luôn khởi đó sẽ trở thành
Họ như sẽ đi đến hoặc như là sẽ tiến vào cái phạm trù của cái chất khú này, tức là cái nhãn vật này, tức là tiến vào cái gì? Các vị biết khi mà để cái lỗ mà lỗ nhãn thức khởi sanh lên thì chắc chắn là cái gì? Cần phải có đối tượng, đúng không? Cái đối tượng nó phải đi vào trong cái gì? Nó phải tác động đến cái gì? Cái lỗ chủ quan, nó làm rúng động, rồi bắt đầu nó mới tác động khiến cho mà gọi là tâm khai ý môn mới khởi sanh lên. Thì cho nên là cái đối tượng đó nó có thể khởi sanh vào cái lỗ và lỗ nhĩ, lỗ tỵ, lỗ thiệt được không? Nó không. Cho nên nó muốn quý hi tăng và đi chăng, nó chuẩn bị sẵn và cũng như là rõ và thường khi, và thường khi như vậy, nó đi trực tiếp vào đến cái gì? Nó trở thành cái phạm trù hoặc cái lĩnh vực ha, nó đi đến cái phạm trù hay lĩnh vực của con mắt. Vậy vậy dịch cho xuôi, tức là ở đây ha, cái object này này mà thuộc về cũng như là thường khi ha, khởi sanh cho con mắt đó, mở ngoặc cái điều đó ra để trở thành cái lĩnh vực cho chính con mắt ấy. Dạ rồi, vậy chúng ta tạm nghỉ tại đây ha, bữa sau chúng ta học tiếp. Rồi như vậy chúng ta hồi hướng. Buddha sasanang chirang tathato, Buddha sasanang chirang tathato, sadhu sadhu sadhu.